hủ tiếu Nam Vang là món ăn đẳng cấp của người Sài Gòn, đã được những đầu bếp gốc Hoa tại Sài Gòn nghiên cứu, cải biên từ món ăn gốc của Campuchia. Hủ tiếu Nam Vang ở Sài Gòn được nấu rất cầu kỳ với hai loại hủ tiếu nước và hủ tiếu khô. Món hủ tiếu Nam Vang là món ăn ngon, hấp dẫn, dễ kinh doanh, có thể vận dụng linh hoạt các loại nhân với giá thành từ thấp đến cao như hủ tiếu xương, hủ tiếu sườn, hủ tiếu mực, hủ tiếu xiết quách, hủ tiếu hải sản, hủ tiếu khô. Thầy Y, người được mệnh danh là phù thủy chế biến các món nước, thầy đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy món ăn này. Chị Soan hiện đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh với món hủ tiếu Nam Vang tại Bình Dương và chị đã tìm đến thầy Y để học bí quyết nấu và kinh doanh món ăn này. Xin chào mọi người, mình tên là Soan, đến từ Bình Dương. Hôm nay mình tới đây để học món hủ tiếu Nam Vang. Đến học với thầy thì sau khi học xong thì làm cũng thấy ok, ra công việc cũng đơn giản, không có gì vất vả. Thì sản phẩm làm ra thì ăn rất ngon. Và một ngày cuối tháng 6 2024 thì chị Soan từ Bình Dương đã tìm đến thầy học cái nghề sản xuất kinh doanh món hủ tiếu Nam Vang. Hủ tiếu Nam Vang phải nói là món ăn rất nổi tiếng của Sài Gòn, do những người Hoa, đầu bếp người Hoa ở Sài Gòn nấu, cải biên từ cái món hủ tiếu từ Campuchia, Nam Vang. Rồi thầy hướng dẫn từ cái khâu lựa chọn cái xương, cái thịt để hầm nước dùng. Thầy Y đã hướng dẫn chị cách lựa chọn các loại nguyên liệu tươi, cách sơ chế và bảo quản nguyên liệu để sử dụng cho nhiều ngày. Cách hầm xương kết hợp với đầu tôm và mực khô, cách nêm nếm gia vị, ướp hương để tạo nên một loại nước lèo trong, đặc biệt, thơm ngon đã được thầy Y truyền dạy. Các loại nhân của hủ tiếu bao gồm thịt xay xào, trứng cút, tim, gan được kết hợp với dầu tỏi, tỏi phi làm cho món hủ tiếu Nam Vang vô cùng hấp dẫn. Cách xào thịt, cách luộc trứng, luộc tim, gan để đạt được độ chín và mềm là những kỹ thuật khó đã được thầy Y chỉ dẫn. Nó có như hủ tiếu Nam Vang thì gan rất mềm. Nói chung là các nguyên liệu được làm lên ăn rất ngon và mềm, không có bị khô cứng như các con mình đã thưởng thức. Với thầy Y, món hủ tiếu được chế biến rất khoa học, giúp cho món ăn được nấu nhanh với hương vị thơm ngon. Phương pháp nấu của thầy rất tiện cho mình, không phải thức khuya dậy sớm. Như vậy thì mình làm nó sẽ khỏe hơn. Đó, rồi thầy hướng dẫn cái khâu bếp trung tâm theo cái hướng công nghiệp. Đó, làm số lượng lớn, bảo quản dùng cho nhiều ngày. Rồi thầy hướng dẫn cái khâu sắp xếp cái quầy bán hàng. Đó, cách bảo quản từ cái nhân, các loại nhân, từ trứng cút đến thịt xay, rồi các loại xương, thịt, tim, gan. Đó, rồi nước trộn, rồi nước lèo. Cách thao tác theo cái quy trình bếp một chiều để thao tác nhanh. Đó, đưa ra những cái tô hủ tiếu Nam Vang rất là thơm ngon, từ hủ tiếu nước đến hủ tiếu khô. Đó là những tô hủ tiếu rất là đặc trưng của cái món hủ tiếu Nam Vang. Sốt dùng trong hủ tiếu khô và cách chế biến món hủ tiếu khô đã được thầy Y chỉ dạy rất kỹ lưỡng. Cách bố trí bếp bán hàng, cách trụng hủ tiếu, cách bài trí và múc nước lèo để tạo ra những tô hủ tiếu thơm ngon, hấp dẫn đã được thực hiện với quy trình nhanh và giảm thiểu nhân công. Thì khi đến đây thì mình cũng có tìm hiểu và một vài nơi thì mình chọn chỗ thầy để mình học. Thì khi đến thì thầy chỉ dạy cũng tận tình, thì cũng dễ hiểu, thì học xong thì cũng làm được. Cuối cùng thì em cũng xin cảm ơn thầy đã giúp cho em cái bí quyết
để em để có thể kinh doanh, phục vụ cuộc sống của mình. Cách nấu công nghiệp của thầy Y sẽ giúp cho việc nấu và bán hủ tiếu được thực hiện nhanh hơn, tiết kiệm nhân công, nguyên liệu và tạo được đẳng cấp của món ăn. Giờ đây, chị Soan đã nắm bắt toàn bộ những quy trình, bí quyết chế biến và kinh doanh món hủ tiếu Nam Vang và chị có thể tự tin phát triển món ăn này tại Bình Dương.